Rồi, thầy sẽ chọn một cái trang khổ A4 cho cái trang giấy nằm ngang vậy nè các bạn. Sau đó thầy sẽ vẽ cho các bạn ha. Vẽ cho các bạn thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ một cái nền hình chữ nhật. Đó, ở bên dưới này là màu xanh đậm nè các bạn. Rồi sau đó copy dán lên, edit copy, edit back in form là dán ở trên. Tô màu trắng nè các bạn, sau đó mình thu nhỏ một xíu. Rồi mình xoay xoay lại để nó lệch lệch với nhau. Copy dán lại, edit copy, edit back in form, dán ở trên, tô màu đỏ nè các bạn. Tô màu đỏ nè các bạn, sau đó mình xoay xoay lại một xíu nè. Mình kéo lệch lệch chút nè. Đó, để nó hiện cái màu trắng lên. Các bạn thích thì các bạn có thể thu nhỏ lại. Đó. Còn ở dưới đó nữa là một cái màu đỏ của cái banner nằm phía bên dưới. Thì lúc này các bạn sẽ vẽ ra, các bạn nói là Object Arrange Send to Back. Send to Back. Được chưa? Nhưng mà để dễ làm việc á, các bạn nên chia cái layer này riêng ra. Các bạn edit cắt, cắt nó đi. Tạo cho thầy một cái layer mới rồi dán nó lại, edit back info. Đó, kéo cái layer thì mình kéo xuống được nè các bạn, mình khóa lại luôn. Khóa lại chọn cái layer trên thì lúc này các bạn mỗi lần chọn á, nó không có dính thằng bên dưới nữa. Được chưa? Thôi thầy ẩn layer bên dưới này luôn đi cho các bạn dễ nhìn. Bây giờ ở trên đây tôi cần một cái màu chuyển sắc ngẫu nhiên ở từng cái điểm, thì lúc này các bạn sẽ sử dụng cho thầy cái công cụ Matte Fill. Công cụ này nè các bạn, Matte Fill là công cụ này nè các bạn, phím tắt của nó sẽ là phím U nha. Tên của nó có cái tên như thế này, tên của nó tên như này, Matte Fill. Đó, đây là công cụ tô màu chuyển sắc theo lưới. Đó, vậy thì bước đầu tiên là các bạn sẽ tô một cái màu chính. Màu chính là màu nhiều nhất ở trên cái hình đó. Sau đó các bạn dùng cái Matte Fill, các bạn cứ click một điểm là nó sẽ thêm một ô lưới. Lưới ngang, lưới dọc, một ô lưới. Click một điểm là nó thêm một cái ô lưới. Click một điểm là thêm ô lưới. Và lúc này đây các bạn chỉ cần dùng cái công cụ Matte Fill, các bạn chọn mấy cái điểm này để các bạn chỉnh bảng color này các bạn. Nếu nó bị thu nhỏ như thế này thì các bạn lít một cái nó sẽ thu nhỏ nữa, lít một cái nữa nó sẽ phóng to. Rồi các bạn nắm, các bạn kéo, ví dụ chỗ này mình nói là đỏ đậm hơn nè. Đó, mình lít chỗ này nè, mình nói là đỏ đậm hơn nè. Mình lít chỗ này nè, mình nói là đỏ nó tươi hơn, nó cam cam, nó màu vàng cam gì đó. Đó, mình sẽ chọn qua đây mình chỉnh nè các bạn. Chọn qua đây mình chỉnh nè các bạn, thấy không? Đó, chọn qua đây mình chỉnh nè, thấy không? Đó. Chọn đây mình chỉnh nó đỏ đậm nè các bạn. Đỏ đậm nè. Đó. Chọn mấy cái điểm á, mấy cái điểm giao nhau giữa ô lưới là mình chỉnh được. Hiểu chưa các bạn? Đó. Điểm này thầy chỉnh cho sáng lên nè. Đó. Điểm này thầy cho sáng lên nè. Vậy là tùy các bạn chỉnh thôi, chỉnh theo các cái điểm vậy đó các bạn nha. Được chưa các bạn? Đó chính là tô màu lưới. Sau đó các bạn gõ chữ lên đây. Gõ chữ lên đây. Ví dụ như là tưng bừng khuyến mãi hả? Đó, thầy ví dụ thôi nha. Còn làm đầy đủ thì các bạn phải làm đầy đủ cho thầy. Nhân dịp 30/4/1 năm gì đó mình cứ ghi vô. Nhưng mà của anh ta là chữ in. Bây giờ mình lỡ mình viết thành chữ thường thì mình sẽ chọn là thai, chọn là trên cây, chọn là upper cây. Đó, để biến thành chữ in. Chữ in đậm nè các bạn, bold. Rồi lúc này các bạn copy nó lên.
copy nó lên, giữ A L T, mình kéo lệch lên vậy nè các bạn, và mình tô cho nó màu trắng, được chưa? Rồi các bạn vẽ mấy cái ngôi sao gì đó cho nó đầy đủ hết, sau đó các bạn quét chọn, các bạn mới nói là Object Envelope Distort, chọn cho thầy là Mask Wish Warp, chọn cái hiệu ứng là lá cờ là Last. Đó, mình chuyển nó qua bên trái, chuyển nó qua bên trái, mình có thể điều chỉnh mấy cái tham số ở đây, được chưa? Nó có thể điều chỉnh mấy cái tham số ở đây, đó tùy theo ý của mình, chỉnh xong bấm là OK. Đó, có nghĩa là các bạn phải làm cho nó hoàn chỉnh hết các bạn mới biến dạng, chứ đừng có biến dạng cái test riêng, biến dạng từng hình chữ nhật riêng. Vấn đề tiếp theo là vẽ bong bóng. Vẽ bong bóng thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ tô màu Medfill như thế này để các bạn vẽ. Thứ nhất, thầy sẽ vẽ một cái hình tròn. Vẽ hình tròn, để vẽ hình tròn thì đèn đánh shift nha. Đây các bạn chọn công cụ hình tròn, sau đó các bạn lít vào đây, các bạn giữ shift, các bạn vẽ cho nó tròn. Đó, thầy kéo xuống đây để thầy chỉnh cho nó dễ nè. Zoom lớn lên ha. Rồi, bây giờ làm sao cho cái bong bóng nó thành bông bóng dài dài, các bạn chọn vô này nè, chọn vô cái direct nè các bạn, các bạn chọn vô đây, các bạn nắm, các bạn kéo xuống, chọn cái điểm này nè, các bạn giữ shift, các bạn kéo xuống là thẳng hàng. Nó xong cái bong bóng rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn sẽ chọn màu cho nó, chọn màu cho nó, ví dụ màu xanh này đi nha. Rồi bây giờ làm sao cho nó có phản sáng phản tối, thì lúc này các bạn hãy sử dụng cái công cụ Medfill. Các bạn lít vào đây điểm nè, lít vào đây điểm nè, đó các bạn lít vào đây điểm nè, các bạn lít vào đây điểm nè, được chưa? Điểm này các bạn xin lỗi, nhấn Ctrl Z quay lại. Ở đây thầy muốn cái điểm sáng này nó rộng, cho nên là thầy sẽ tiến hành lít vào đây điểm, sau đó mình chỉnh luôn, mình chỉnh cái điểm sáng này luôn các bạn. Đó, chỉnh cái điểm sáng này luôn các bạn. Đó, tại sao tôi lại chỉnh cái điểm sáng này trước? Bởi vì tôi muốn là cái ánh sáng này nó lan rộng ra. Còn nếu các bạn thêm lưới, nhiều lưới rồi đó, thì cái điểm này nó không lan rộng được nữa. Rồi tiếp tục các bạn, thầy sẽ thêm vào đây điểm nè các bạn, thêm đây điểm nè. Đó, và cái điểm này thầy muốn cho nó đậm hơn, thì thầy sẽ chỉnh cho nó tăng lên, chỉnh cho nó tăng lên, chỉnh cho nó tăng lên, tăng cái màu đen này lên. Đó, rồi bên đây lại sáng nè các bạn, vậy thì thầy sẽ lít bên này, thầy chỉnh cho nó sáng lên, sáng vừa vừa, đừng sáng quá nha. Như thế là chúng ta đã có một cái bong bóng rồi đó các bạn, ta đã có bong bóng. Bây giờ mình thêm một cái điểm sáng sáng ở đây cho nó đẹp nè, lấy cái hình tròn á, các bạn vẽ một cái, các bạn sẽ tô cho thầy màu chuyển sắc trắng đen. Đó, lúc này các bạn sẽ copy cái màu trắng này xuống nè, các bạn lấy cái màu trắng này các bạn bỏ xuống nè, đó bỏ cái màu đen này đi nè các bạn, có nghĩa là mình sẽ tô từ màu trắng đến màu trắng, nhưng mà lúc đó mình sẽ chọn một cái màu trắng, mình cho nó opacity bằng 0, có nghĩa là từ trắng cho đến trong suốt. Các bạn dùng công cụ Radiant, các bạn nắm kéo xéo xéo như thế này. Rồi thêm một cái miệng của cái bong bóng nè các bạn. Rồi lúc này các bạn sẽ chọn anh này, các bạn tô màu đơn sắc thôi, đơn sắc nhưng mà cho nó giống với cái màu ở trên nha các bạn nha. Đây cái miệng bong bóng vậy hợp lý không? Đó, nhìn nó chưa được nổi lên cho lắm nha. Các bạn nhớ dùng cái công cụ copy màu nè, công cụ là y rubber tool, phím y ngắn, các bạn lít vào đây, các bạn lấy cái màu cho nó giống. Rồi phía dưới các bạn lấy cho thầy một cái hình chữ nhật bo góc là thằng này nè, mình vẽ vào đây để mình làm cái miệng của cái bong bóng. Hai này các bạn có thể cộng lại với nhau, Window Pathfinder, các bạn cho nó dính lại với nhau. Đó, vậy là xong, thấy bong bóng chưa? Rồi bây giờ chỉ việc copy nó ra, các bạn chọn nguyên vậy nè, các bạn giữ Alt, các bạn kéo ra hai cái, ba cái, bốn cái, được chưa?
Rồi bây giờ làm sao để đổi màu đây? Các bạn quét chọn nhóm bên dưới này, bỏ cái màu trắng lại, các bạn lít một cái là nó đổi màu liền. Thấy chưa? Quét chọn nè, lít một cái nó đổi màu liền. Quét chọn nè, lít một cái nó đổi màu liền. Đó, chọn hết vậy để copy. Các bạn có thắc mắc gì không? Copy nó không giữ lại cái hiệu ứng đầu tiên. Đúng rồi, đúng rồi. Copy xong mình tô màu nó thành đơn sắc rồi nè. Vậy thì bây giờ các bạn hãy dùng map fill. Các bạn lít vô mấy cái điểm mà các bạn cần chỉnh á, các bạn lại giảm màu xuống, lấy cái màu chính xong mình giảm mấy cái màu này xuống. Cái màu này mình tăng đậm nó lên. Đó, cái màu bên đây mình giảm xuống, mình có thể chế biến lại các bạn, mình có thể chế biến lại theo cái ý của mình. Và dĩ nhiên mình không có giữ được lại cái hiệu ứng mà nó chỉ giữ được cái lưới thôi, thì lúc này các bạn tự chỉnh. Nha, ví dụ bây giờ mình không thích là sáng cái điểm này mà mình thích sáng cái điểm này thì mình cứ chọn cái điểm này mình chỉnh. Được các bạn. Đó, mình chọn cái điểm này mình chỉnh. Đó, lúc này chúng ta sẽ được một cái độ tùy biến rất là cao. Nói chung là muốn gì cũng được ha. Giữ phím Ctrl nè để lít chọn. Buông phím Ctrl nó sẽ tự động nó chuyển qua cái công cụ map fill, mình lít vô mấy cái điểm này mình chỉnh màu. Đó, các bạn thích thêm cái điểm này sáng cũng được, nó sao đâu. Rồi cái điểm này các bạn muốn đậm mà các bạn chọn đậm ở đây nè. Đó. Vậy là cái bong bóng của mình bây giờ không phải là một kiểu nữa mà là rất là nhiều kiểu. Rồi, vấn đề tiếp theo nè các bạn, sau khi mình làm xong á, mình chọn nó, mình nhấn là group Ctrl Command G hoặc Ctrl G. Nhóm nó lại hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cho nó chồng lên nhau. Ví dụ anh này bỏ lên nè, xoay lại một xíu nè. Đó, anh này bỏ qua góc đây nè, xoay lại một chút nè. Kích thước này lớn hơn xíu nè. À, mấy cái khuyến mãi, mấy cái mà khai trương đồ này kia đó là các bạn rất là cần cái bong bóng. Các bạn muốn chỉnh gì thêm nữa không? Chạy được rồi thầy ơi. Chưa các bạn. Các bạn phải cho thầy thêm cái hiệu ứng trong suốt nữa. Như vậy là nhìn nó nói chung là nó đẹp mơ màng rồi nhưng mà nó vẫn chưa đã. Chưa phê ha. Muốn cho đã nữa là các bạn phải cho thầy cái hiệu ứng cho nó trong trong bong bóng mà, chứ nó đục ngầu gì đâu có được. Quét chọn hết vậy nè, sau đó các bạn chỉnh cho thầy cái opacity chỗ này còn cỡ 90%. Đó là bắt đầu nó nhìn nó trong nè, các bạn nhìn nè, các bạn thấy không, nó thật hơn rất là nhiều nè. Mấy phần giao nhau nó trong, nó nhìn xuyên qua, chịu chưa? Theo các bạn đó chính là cái lợi hại của cái map fill, tô màu chuyển sắc ở một cái điểm mà mình mong muốn. Dạ rồi. Ừ, các bạn nhớ chỉnh cho thầy có cái dài cái tròn nó mới đẹp nha.